tốn làm canh. Ơ khỏi đi mà. Làm gì đi. Anh thiện á, chị phố anh gửi chị phố á, có gì đây chị thông cảm là coi chia gửi như thế này có được không? Dạ. Nhà anh thiện chứ nhà em là con gái lấy rồi chi? Đấy. Tối vẽ. Giao thông tao làm rồi, trường vẽ thôi. Mày mày không lấy mày quay mày. Quay đó. Hôm qua con thay mà mày ăn à. Nhím ơi.